Cách đây không lâu, Spider Room có cho đăng tải video hài kịch và cái giá đắt đỏ của tiếng cười của nghệ sĩ hài độc thoại Uy Lê. Trong đó tác giả bàn về điều khiến một câu đùa trở nên buồn cười. Đồng thời chỉ ra rằng kể cả những câu đùa đen tối nhất vẫn có cái logic sâu xa của nó, rằng sự phản cảm chỉ là tác dụng phụ của việc gây cười, rằng nó phản ánh người nghe nhiều hơn là người đùa. Dưới phần bình luận đã có nhiều bạn ủng hộ cách tiếp cận này, dĩ nhiên người phản đối cũng không hề nhỏ. Gần đây ở buổi podcast với Spider Room, Uy Lê đã chia sẻ rằng từ đó đến nay anh đã thay đổi, đã cập nhật quan điểm của mình về ranh giới những câu đùa và khẳng định rằng cần có giới hạn cho chúng để tránh việc vô tình tạo ra một vũ khí nguy hiểm. Cùng với quan điểm đó, tác giả Hoa Cỏ đã viết nên bài Xem đắc meme và xích sổ meme có khiến tư tưởng của bạn sai lệch đi và đạo đức của bạn xuống cấp, nhằm chỉ ra rằng giống những câu đùa, những chiếc meme vượt giới hạn cũng ẩn chứa nhiều rủi ro với cả cá nhân và toàn xã hội. Còn bây giờ, không để mất nhiều thời gian nữa, hãy vào việc nha. Let's go! Thuốc nó không có tác dụng gì cả nếu mà chúng ta không tự chữa lành cho bản thân mình. Đàn ông mà, chúng ta dùng thành quả, chúng ta dùng kết quả, chúng ta dùng những cái mà chúng ta làm được, đạt được để mà trả lời những câu hỏi kiểu như vậy thôi. Không có nền tảng, nền móng vững chắc, không có gốc rễ mà chúng ta thua ngay từ trong nhận thức, thua từ trong tư duy luôn. Kinh nghiệm chỉ là cái thứ bức xúc khác. Nếu mà bạn không thể giải thích nó bằng cơ sở khoa học được, chúng ta sử dụng cơ thể chúng ta nhưng mà chúng ta biết rất ít về nó. Đến khi nào chúng ta biết về nó rõ ràng rồi thì chúng ta mới sử dụng nó ở một cách hiệu quả hơn, hợp lý hơn rất là nhiều. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Chào các bạn, mình là Hoa Cỏ và trước giờ mình chỉ toàn viết về động vật. Nhưng mà hôm nay có vẻ như mình sẽ phá lệ để viết một bài về meme, như là đắc meme và sách sổ meme cùng những tác động mà nó có thể gây lên tư tưởng sống và đạo đức của bạn, hay chỉ ít là mình. Lưu ý để tránh bị YouTube gõ đầu, trong video này Spider Zoom sẽ gọi tắt hai khái niệm trên là DM và SM. Meme là một dạng thông tin trên Internet có nội dung hài hước và dễ lan truyền. Nó được sử dụng nhiều nhất dưới dạng các hình ảnh và câu chữ khá ngắn gọn, bổ sung ý nghĩa cho nhau và thể hiện nội dung của meme. Ngoài lề chút, để biết rõ hơn về meme thì các bạn đừng bỏ lỡ video về meme học nhập môn của chúng mình. Còn bây giờ quay lại chủ đề chính nha. DM là những meme sử dụng nội dung là sự vật, sự kiện, sự việc đau thương hoặc nhắc đến những vụ việc đau thương như chiến tranh, chết chóc, người tàn tật, đói nghèo v.v. để phản ánh sự việc, thể hiện sự đau thương mà sự việc ấy mang lại. Từ đó giáo dục, răn đe, tuyên truyền con người không nên làm những điều sai trái. Hoặc để cho vui, SM là những meme có chủ đề và nội dung về tình dục. SM có thể là một loại DM nếu vấn đề tình dục trong meme thuộc mảng cấm kỵ, vi phạm pháp luật và đạo đức như là ấu dâm, loạn luân, cưỡng hiếp v.v. Vậy thì liệu các meme nhằm tạo sự hài hước nhưng lại kết hợp với các nội dung khá là đau thương hoặc không phải là phù hợp cho mọi lứa tuổi có thể làm cho tư tưởng của bạn bị lệch lạc và đạo đức của bạn xuống cấp không? Có! Ở bài này thì mình xin nói về DM nhiều hơn SM và nội dung chính của bài này hầu như là về DM. Khi được hỏi về nội dung của DM, những tín đồ của nó thường sẽ kiểu cái này nhằm giáo dục và phê phán ABCXYZ bờ cờ. Nhưng thực sự có phải như vậy không? Trong tâm lý học, có một hiệu ứng có tên là Lake Wobegon, được lấy cảm hứng và đặt tên bởi một tác phẩm của nhà văn Garrison Keillor khi ông tạo ra một thành phố ảo mang tên Hồ Wobegon. Về bản chất, hiệu ứng này dùng để chỉ ra khi chúng ta đánh giá quá cao ưu điểm, thành quả của bản thân và hạ thấp những khiếm khuyết, sai lầm còn tồn đọng. Từ đó, chúng ta thường tự gán cho bản thân cái mác đạo đức thanh cao để có thể chế ra DM để phê phán những mặt không tốt trong cuộc sống, răn đe bản thân và xã hội về hậu quả của những việc phi nghĩa, đen tối và không theo lẽ phải. Nhưng mà đấy là chúng ta tự gán, chứ thực ra phần lớn những người thưởng thức DM thường cười về nội dung của cái meme hơn là suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa và tốt đẹp của nó. Mình cũng từng là một thằng rất thích xem DM vì nó có khả năng gây cười nhưng vượt trên các giá trị đạo đức về lòng thương cảm, lòng nhân ái và tình yêu thương đồng loại. Nói toẹt ra là mình có thể cười cho nỗi đau của người khác mà không sợ bị phán xét. Sẽ có nhiều bạn bảo rằng do mình không kiềm chế được bản thân và giá trị đạo đức của mình bị lệch lạc rồi nên đừng đánh đồng các bạn ấy. Cơ mà trở lại với đoạn trên kia nhá, chúng ta không nên đánh giá cao bản thân mình quá.
Khi các bạn xem DM và cười vì nội dung hài hước của meme đấy, nó sẽ tạo cho các bạn một phản xạ vô điều kiện mà chính các bạn cũng không nhận ra. Các bạn sẽ có xu hướng cười trên nỗi đau của người khác nhiều hơn, và tùy theo cá nhân mà nó ảnh hưởng đến tư tưởng và đạo đức của nhiều người hay ít người. Nếu các bạn có một tâm lý không ổn định, dễ lung lay, dân gian hay gọi là nhẹ vía, thì xin chúc mừng, đạo đức và tư tưởng của bạn có khả năng rất cao sẽ bị tụt dốc, đôi khi là tụt dốc khủng phanh ấy chứ. Còn đối với những bạn đã vững tâm hơn một chút rồi thì có thể đạo đức của các bạn sẽ tụt từ từ, chậm hơn nhưng mà vẫn tụt nhá. Có một câu nói mà mình thấy khá là đúng dựa vào trải nghiệm ít ỏi của bản thân, rằng nếu đã có lần 1 thì sẽ có lần 2, lần 3 và cứ thế. Một khi các bạn đã học được cách cười trên nỗi đau của người khác trong trạng thái thoải mái và thư giãn, bạn sẽ tiếp tục làm như vậy vào những lần sau, và không chỉ ở trên meme mà còn có thể là ngoài đời thực. SM thì tuy không đen tối và ảnh hưởng đến đạo đức nhiều như DM, nhưng nó vẫn có thể khiến bạn vô tình cảm thấy thoải mái khi nhắc đến chuyện tình dục. Từ đó, tâm lý của bạn đôi khi sẽ bị suy đồi hóa nếu bạn tiêu hóa những meme quá nặng đô, và bạn sẽ cảm thấy thoải mái quá mức cần thiết khi nói về chuyện 18 cộng giữa nơi đông người. Tệ hơn, nó có khả năng làm những bạn tâm lý không vững trở thành những tên biến thái nếu bạn tiêu thụ SM nặng đô trong một thời gian dài, tần suất dày đặc và thái độ rừng rưng. Như đã nói ở trên, mình từng xem DM và SM khá là nhiều, hầu như mỗi ngày khi mình lướt Facebook, và nó trở thành một thói quen. Dần dần mình trở thành một người khá cởi mở khi nhắc đến những vấn đề 18 cộng và nỗi đau của người khác. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn đến khi những thứ trong DM và SM bắt đầu lầm vào những câu nói thường ngày và những câu bình luận, những tin nhắn của mình với bạn bè. Đỉnh điểm là việc mình bị kích ra khỏi một câu lạc bộ mình đã gắn bó hơn 2 năm vì một câu đùa 18 cộng, và bị admin của một group nhắc nhở khi mình nói đùa về Covid-19 và bão số 5 ở miền Trung. Ban đầu thì mình thấy những câu đùa vô thưởng vô phạt ấy rất là bình thường và đổ tất cả mọi vấn đề lên đầu của những người xung quanh mình, những người đã chỉ trích mình, và mình đã gọi họ bằng những cái từ như là đạo đức giả. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì mình bắt đầu truy ra được nguồn gốc của những rắc rối ấy, về những sự thay đổi trong tư tưởng của mình trước và sau khi mình coi DM và SM với tần suất mấy meme trong một giờ. Và mình chợt nhận ra rằng thằng đạo đức giả là mình mới đúng. Ngạc nhiên chưa? Trong DM có một quy luật bất thành văn, chính là DM không có giới hạn. Các bạn có thể sử dụng những nội dung về khủng bố, giết người hàng loạt, chiến tranh, thảm họa, thiên tai, tai nạn, v.v. Bất cứ thứ gì tiêu cực vượt quá sức tưởng tượng để gây hài, miễn là nó đen tối, gây ra sự buồn bã, đau thương, thậm chí là động chạm tới những người đã mất, những nạn nhân và người nhà của họ. Nhưng không sao, vì nó là để phê phán những mặt tối của cuộc sống để chúng ta sống tốt hơn, đúng không nhỉ? Thường thì những thứ không có giới hạn rất dễ đi sai đường. Đó là lý do vì sao chúng ta có những chuẩn mực đạo đức và pháp luật được ra đời. Giả dụ như các bạn sống trong một xã hội không có luật bảo vệ thân thể và tính mạng của người khác, cộng thêm việc giết người là một chuyện hết sức bình thường và chẳng ai đi phê phán cái đó cả, các bạn nghĩ xã hội đấy sẽ tồn tại như thế nào? Hay đúng hơn, nó sẽ tồn tại trong bao lâu? Nếu xã hội nào cũng như vậy thì cần bao lâu để con người tận diệt bản thân? Hẳn là rất nhanh đúng không? Tương tự, nếu bạn không đặt một giới hạn nhất định về những thứ bạn có thể tiêu hóa để giải trí và cười cho lúc cảm thấy thỏa mãn bản thân, thì đến khi nhắc về những sự vật sự việc không được tốt đẹp và tích cực cho lắm, bạn sẽ dần có thái độ rừng rưng và thậm chí là buồn cười khi gặp nó, và thế là cảm xúc của các bạn bị tê liệt. Ở một khía cạnh nào đó, nó sẽ khiến bạn trở thành một kẻ máu lạnh, nhưng ở mức độ nào thì đấy là do bạn. Mà ngoài ra, gọi người khác là normie không hề khiến bạn ngầu hơn đâu nhá. Mình thực sự không muốn đả kích và động chạm đến ai, nhưng nếu bạn muốn giữ tư tưởng của bạn phù hợp và đúng đắn nhất thì đừng có mà vơ mấy cái DM mà xem. Bạn có thể coi SM nhưng mà đừng có động vào mấy cái DM dưới dạng SM, nó ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng của bạn đâu. Stop it. Get some help. Và vừa rồi là bài viết Xem Dark Meme có khiến tư tưởng của bạn sai lệch đi và đạo đức của bạn xuống cấp, của tác giả Hoa Cỏ. Các bạn thấy sao về bài viết này? Quan điểm của các bạn về những meme đen tối nhạy cảm là gì? Để lại bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nha. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.